Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ nhân vật hoạt hình anh hùng bên cạnh. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật, sau đó chia hình chữ nhật thành hai phần, một phần lớn và một phần nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ vẽ chân này, rồi đến tay. Đặc trưng của cái anh hùng bên cạnh này là chân tay rất là nhỏ, chỉ là một cái hình chữ nhật dài. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ những đường lượn sóng của cái hình chữ nhật ở phần trên. Vẽ đường lượn sóng xung quanh. Chúng ta sẽ không quên trang trí cho anh hùng bên cạnh này một cái cà vạt. Và vẽ thắt lưng. Tiếp theo là sẽ vẽ chân đeo giày. Và hai đôi tay dang ra. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái miệng thật to, đang cười ở chính giữa của cái khuôn mặt, một cái mũi tròn, sau đó là hai cái đôi mắt to và tròn. Chúng ta sẽ không quên trang trí đôi mắt bằng ba chiếc viên mi. Sau đó phải vẽ răng và vẽ những cái bọt biển xung quanh khuôn mặt. Sau đó chúng ta sẽ tô lại, có thể tô lại bằng bút nét đậm. Và tẩy hết những nét thì thừa. Sau đó chúng ta sẽ tô. Trước tiên là chúng ta sẽ tô khuôn mặt màu vàng. Các bạn nhớ chừa cái miệng, cái bọt biển và
cái mắt ra nhé, thì chúng ta sẽ dùng màu khác. Cậu bé hoạt biện này thì có cái mắt màu vàng. Tay và hai chân có màu vàng. Chúng ta dùng màu đen để tô lông mi và hai đôi mắt. Lưng của cậu bé vật biển này cũng màu đen, đôi giày cũng màu đen. Những bọt biển chúng ta tô bằng màu xanh lá cây. Chúng ta sẽ dùng màu đỏ để tô một chiếc cà vạt. Sau đó chúng ta sẽ dùng màu đỏ nhạt hơn để tô miệng của cậu bé vật biển. Dùng màu cam để tô hai má của cậu bé. Làm mắt màu xanh. Theo đôi mắt. Cuối cùng là đến cái quần của cậu bé vận biển, chúng ta sẽ dùng màu lâu. Áo của bạn ấy màu trắng nên chúng ta sẽ để trống nha.
Tan tan tan, vậy là chúng ta đã hoàn thành cậu bé vọt biển.